vì sao sư cho phép phong hỏi tại sao vì sao các sư giảng pháp rất hay và hay dạy về nhân quả nhưng các sư lại không sợ nhân quả khi mình làm sai nghĩa là sao mong sư giảng giải cho con hiểu biết ờ ừ. quý vị nên hiểu như thế này đừng có qua đủ cả nắm. Có thể cá nhân một vị nào đó kêu gọi những người khác không có nên tạo những nghiệp bất thiện, nhưng mà cá nhân những vị đó vẫn tạo nghiệp bất thiện, thì đó là việc cá nhân vị đó. Chúng ta không nên qua đủ cả nắm để rồi đem cả tăng đoạt vào. Bởi vì đó, cá nhân sư, sư biết có những vị rất là khả kính và giữ giới rất là ngon lành. Và nếu như mình gom cả những cá nhân đó vào mà mình nói đó, mà mình nói một cách chung chung như vậy, thì mình đang tạo cái nghiệp bất thiện là mình đang phỉ bán những con người đó. Và một điều nữa là mình nói về một cái tập thể đó, thì cái nghiệp dù là thiện hay bất thiện nó cũng sẽ nghiêm trọng hơn nó về một cá nhân cho nên quý vị đặt câu hỏi thì sư đề nghị là chúng ta nên đặt câu hỏi một cách nó thông minh hơn ví dụ như uh, quý vị thấy uh, cá nhân một vài vị sư uh, giảng khuyên người khác là nên biết sợ những cái ác nghiệp nhưng mà cá nhân những vị đó lại làm những nghiệp bất thiện mà có vẻ như các vị đó cá nhân những vị đó không sợ cái quả nghiệp thì quý vị có thể hỏi như vậy bởi vì đó là vấn đề cá nhân chứ nó không phải là vấn đề tập thể và khi quý vị nói như vậy tức là có cá nhân nào đó đã làm như vậy chứ còn mình không có gom ra mình mở rộng ra là đến cả những con người giới hạn trong sạch mình cũng gom họ vào luôn à, đó là điều không nên À, liên quan đến cái vấn đề của gì hỏi nó lại là thêm một cái vấn đề nữa Nó như thế này ừ. ở um, trong kinh pháp cú cũ, cũng như trong tăng chi Đức Phật vẫn luôn khuyến khích các cái hàng tỳ kheo hãy làm được những cái gì mà mình đã nói mình khuyên người khác tức là khi chúng ta khuyên chúng sanh khác nên làm thiền thì bản thân mình cũng nên làm thiện khi chúng ta khuyên chúng sanh khác nên sợ biết sợ những ác nghiệp thì bản thân mình cũng nên biết sợ những ác nghiệp khi chúng ta khuyên những chúng sanh khác nên nỗ lực giữ giới và hành thiền thì bản thân mình vẫn nên giữ giới hành thiền thì khi đó đó lời mình nói và hành động của mình nó mới tương ưng với nhau còn khi mà mình nói cái chúng sanh khác uh, là nên làm cái gì và không nên làm cái gì mà mình lại đi làm ngược lại đó thì cái lời nói của mình nó uh, sẽ giảm tác dụng và người ta sẽ nhìn vào người ta nói đó ông khuyên người ta nhưng mà ông không có làm theo đấy ra đó cá nhân một vài vì thì quý vị có thể bất mãn nhưng mà đó là việc cá nhân và rõ ràng trong kinh Đức Phật cũng khuyên là các vị tu sĩ nói sao thì làm vậy và làm sao thì hẳn nói như vậy. Ừ, đó là điều thứ nhất. điều thứ hai đó là uh, trong kinh ấy tăng chi Đức Phật cũng có nói có bốn hạng người. À, hạng đầu tiên là những chúng sanh À, cá nhân à, họ làm thiền nhưng mà họ không có kêu người khác làm thiện rồi có những người họ làm thiện nhưng mà họ có những người họ làm thiện ha đầu tiên có những người họ làm thiện mà họ không kêu gọi người khác làm thiện không khuyên người khác làm thiện rồi có những người họ không làm thiện nhưng mà họ khuyên người khác làm thiện rồi có những người họ um, vừa làm thiện mà vừa khuyên người khác làm thiện rồi có những người họ không làm thiện và họ cũng không khuyên người khác làm thiện thì trong bốn hạng người đó đức thế tôn vẫn khuyến khích những người tự mình làm thiện và khuyên người khác làm thiện bởi vì những người họ làm thiện đó, Đức Thế Tôn gọi đó là những người thiện. Còn những người mà tự mình làm thiện và khuyên người khác làm thiện, thì Đức Thế Tôn gọi những con người đó là hơn cả những người thiện. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái người đó mà bản thân họ, họ không làm thiện, nhưng mà họ biết khuyên người khác làm thiện, vẫn tốt hơn không làm thiện mà cũng không khuyên người khác làm thiện. Cho nên nó cá nhân một vài vị ha, các vị đó à, sống cái đời nó nó hơi đời và không có à, làm gương mẫu được cho chúng sanh khác. Bản thân vị đó chắc chắn sẽ phải chịu cái quả báo cái nghiệp mà cá nhân vị đó làm. Nhưng mà ít khi mà vị đó khuyên người khác hãy làm thiền, hãy biết sợ các cái tội lỗi thì ít nhất vì đó cũng làm được một điều tốt. À, chúng ta không nên à, vì cái à, chuyện à, một cái lỗi của người này mà mình bỏ luôn những cái mặt tốt của họ. Nó giống như đó một cái bức tường đó. Cái ví dụ bức tường của vị nghe nhiều rồi. Nha trong một cái bức tường như vậy đó, nó có một cái viên gạch bị lỗi, thì người ta dễ nhìn vào cái viên gạch bị lỗi đó hơn là người ta nhìn cả một cái bức tường với cả trăm viên gạch không có bị lỗi. Chúng sanh thường họ ưa thích nhìn vào cái khuyết điểm hơn là nhìn vào cái ưu điểm. Thành ra đó, à, mình dễ đánh giá một vị sư một vị tu sĩ là vị này dễ vui và mình sẽ nhìn chú tâm mình chú ý vào cái mặt của vị đó hơn là nhìn vào những mặt tích cực là vị đó còn biết khuyên người khác làm thiền người đó còn biết khuyên người khác tu tập rồi thêm một vấn đề nữa nó có liên quan đây là lời dạy của các bậc trưởng lão à, của các bậc trưởng lão đó là đối với những vị pháp sư đó thì phải cẩn thận bởi vì những vị pháp sư thì sẽ đối diện với danh và lời với những cám dỗ mà nếu như vì đó cái sự tu tập cá nhân của vị đó, đó cái sự thực hành pháp cá nhân của vị đó không được cân bằng, không được quân bình thì uh, vị đó rất dễ uh, quên mình. Thành ra những vị mà pháp sư phải cẩn trọng hơn những vị khác rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn không thể nào phủ nhận là những vị đó đã làm được một chuyện đó là truyền bá chánh pháp được đến với người khác và khuyên được người khác làm thiện có thể bản thân cá nhân của vị đó vẫn còn một vài vấn đề nhưng ít nhất là vì đó khuyên bảo được những người khác ờ, và đương nhiên như sư nói trong kinh tạng đức phật vẫn khuyên là khi anh khuyên người khác làm cái gì thì anh nên cũng làm được như vậy ừ. À, rồi à, ngoài ra đó à, ngài giác nguyên trong cái một cái tác phẩm trong cái quyển là chuyện phím thầy tu mà sư không nhớ là chuyện phím thầy tu một hay hai nó có một cái đoạn như thế này đối với những người mà um, cái giới hạn của họ trong sạch cái hành trạng của họ đó mà mình nhìn mình rất là hoan hỷ nhưng mà họ dốt nát không có gì để dạy thì mình chỉ nhìn thôi chứ mình đừng có nghe còn đối với những vị mà dạy cho mình rất là nhiều những cái kinh tạng những cái lời dạy hay lời dạy của phật những cái điều đúng đắn mà mình làm sẽ đem lại lợi ích nhưng mà cá nhân giới hạnh của vị đó bày hay thì nghe thôi đừng có nhìn còn đối với những vị mà giới hạnh thì bậy hay mà cá nhân của vị đó cũng không có gì để dạy thì thôi đừng có mất thời gian với những con người đó làm cái gì cho nên ấy, cũng trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói là hãy nhìn một con người vào những cái mặt mà tích cực có thể xài được của người đó nhờ như vậy đó chúng ta sẽ nhìn thế gian bằng một cái tâm từ nha và sau cùng nhớ về một công như thế này mía sâu có đốt, nhà dột có nơi cá nhân một vài vị thì vị đó có thể hư hỏng một vài chỗ nhưng không có nghĩa là toàn bộ vị đó đều hư hỏng. Có thể chỉ bị hư hỏng một chỗ này nhưng còn những chỗ khác còn rất là tốt. Xài được thì cứ xài mía sâu có đốt mà. Ha? Cái đốt nào hư thì mình bỏ đi đốt nào mà còn xài được thì mình cứ xài nhà dột có nơi chỗ nào dột thì mình lấy cái chậu mình lấy thao mình hứng chỗ nào không dột thì mình tránh mưa mình trú nắng đấy rồi cá nhân một vài vị à, không có được à, trong sạch thì cũng nên hiểu rằng những vị đó không đại diện cho tăng đoạn nhớ nha đâu đó vẫn còn những vị giới hạnh trong sạch trí tuệ rất là sáng ngời và các vị đó, đó à, là cái rường cột cái gì món cho chúng sanh ở thế gian chỉ có điều mình thiếu phước thiếu phần à, mây từng nào chơi với mây từng đó mình cái thiện nghiệp của mình vẫn còn ít ác nghiệp mình còn sâu dày cho nên mình thiếu phước để mình tiếp xúc với những cái bậc tu hành chân chánh như vậy mà mình chỉ đủ phước để mình gặp những con người đó Nói được mà làm không được à, Thành ra nghĩ tới mình Rồi hẳn nghĩ đến người khác Tiên cách kỹ hậu mới trách nhân Đấy, Và đương nhiên thì sư cũng ghi nhận Những cái lời tâm tư tâm tình của quý vị Như là một lời dạy Như là một cái lời nhắc nhở Đối với cá nhân sư nói chuyên Và những cái vị sư khác nói chung đó là phải cẩn thận với chính mình để có thể hàng cư sĩ họ nhìn vào đó uh, họ có cái họ đương nhờ và họ không có chỉ trích nhìn mình mà họ chỉ trích cả tăng đoàn